Hello tất cả mọi người. Đầu tuần em Lê Gia Học ở Thuận An, Bình Dương, chuyên về các dòng âm thanh của nội địa Nhật. Xin mến chào tất cả mọi người. Thì tuần mới em học gửi lời hỏi thăm, động viên với lời chúc tinh thần nhất đến tất cả mọi người yêu âm thanh trên toàn quốc. Và cảm ơn tất cả mọi người những ngày qua đã luôn đồng hành cùng với kênh YouTube của em, ủng hộ em để em có được cái kênh bán hàng, cũng giống như là đưa đến những cái sản phẩm mà phù hợp với cho các bác những ngày qua. Thì đi đến với cái video bán hàng của ngày hôm nay, thì em học lên 12 sản phẩm, và tổng thể là đến thời điểm này là em còn có 7 đôi loa lớn, một đôi loa karaoke, loa nghe nhạc, loa lời của Bioner là 8. Thì đi đến với cái lại sản phẩm của video bán hàng của ngày hôm nay, thì em xin giới thiệu với các bác là mã số 1 là gồm 3 thớt của bộ dàn đại size 36, là thương hiệu là Technic. Một model dòng đời của hai thớt dưới là X970 và thớt trên là 933L, đen nhánh và đẹp, vuông thành sát cạnh. Thì thớt dưới là thớt táp gồm hai cửa A và cửa B. Thì em đã test cửa A là chạy bình thường, còn cửa B thì các bác đang báo lỗi các bác về vệ sinh. Còn thớt trên là cửa của CD thì chạy nhưng mà kén đĩa, đang bị ảnh hưởng về dây cu loa, nó chạy ra chạy vào. Và thớt trên nữa thì là thớt tuner, thì FM tần số tất cả mọi cái là ok, nhưng mà xài điện là hàng của xuất của châu Âu, xài điện là 220, và FM thì em đã rò là 106, 108, là full tần số FM. Thì ba thớt này thì ngày hôm nay em bán với giá là 1.500.000 đồng. Thì cụ thể như sau là thớt thớt táp này 700.000, thớt CD 600.000 và thớt tuner là 200.000, là tổng là 1.500.000 đồng. Đấy, và đây là cận cảnh tất cả là ba thước rời, góc cạnh rất đẹp, đen size 36, và chiều cao tổng thể của ba thước này là 20. Thước táp rất dày, CD cũng rất là dày, rộng là 36 và chiều sâu là 27. Đó là mã số 1 với video bán hàng ngày hôm nay. Thì em đi đến sản phẩm nào để các bác yêu quý ủng hộ, thì các bác cứ gọi điện cho em vào số điện thoại 0348 020 931 và 0345 848 234. Thì em sẽ nghe điện thoại, cũng giống như là nhu cầu của các bác chụp hình thì em sẽ gửi. Mã số 2 đến với lại một cục dàn đại của hiệu Victor. Gồm hai cục và như 4 thớt. Thì em thanh lý cục này thì thiếu một thớt đĩa than là đủ. Thì ba thớt, một là táp, hai là âm ly, bao gồm equalizer và FM, tuner, và ở trên là volume và nút tinh chỉnh của bass jack. Và ở dưới là thớt rời, cáp đầy đủ là thớt CD. Thì tình trạng con này là hàng chạy điện 220, cả 110, nhưng mà 110 thì em test hôm qua em bật sang cái khớp của 110 thì là không được, tức là lâu không xài hay sao không được, thì 220 vẫn được, vẫn lên nguồn, và AUX thì vẫn ra các cổng vẫn hát. Táp bia thì phải vệ sinh, còn là CD thì cũng phải vệ sinh.
còn tất cả là về AUX vẫn hát tốt. Thì size của con Victor này á, là size 36 luôn, và chiều cao của bốn thớt này á, là 40, và đầy đủ các công năng, thiếu cái thớt đĩa than, và volume, quá trình volume thì bị mất, cho nên là họ nhét cho em một cái này vào đây. À, không có volume. Đó. Là hiện trạng là trước màn hình điện thoại của em đây. Thì thớt này á, em thanh lý tổng thể bốn thớt là ngoại hình bụi bặm bẩn, về chưa vệ sinh, cáp đầy đủ. Đó. Ngoại cận cảnh. Đây là cái nút chỉnh điện 100 và 220. 220 thì lại lên nguồn xài được, nghe được, còn 100 thì lại không hát được. Margin Japan, chắc hàng xuất châu Âu. Model dòng đời là EV5 của thương hiệu Victor. Cao 40. Con này thì rất khỏe. Thì mã số 2 này em thanh lý mới giá là 1.500.000 đồng. Cho bác nào về ghép loa, tân trang lại, nghe CD, tab, tuner, tất cả đều đầy đủ ở trên này. CD, DAT video 1, DAT video 2, surround đầy đủ hết. Nút nguồn thì hơi bị lún. Một triệu 500.000 đồng các bác ạ. Mã số 3 là một đôi loa của Mini. Trước màn hình điện thoại của em đây là Victor. Cận cảnh. Dòng loa Mini, dòng lớn của Mini. Thùng vách hông của một chiếc, và trong đó là một đôi y chang nhau như nhau. Model dòng đời là SBUXG7MD gạch M. Bát 10 mặt phay nhôm. Con này em bán mới giá 450.000 đồng. Một chiếc ở bên tay phải màn hình của em đây thì bị chắc giấy nên qua vận chuyển nó bị cấn. Không ảnh hưởng đến chất âm, nhưng mà về hình thức thì ngoại quan thì hơi xấu một chút xíu, bởi vì nó là giấy cho nên nó không ảnh hưởng đến chất âm. Và cận cảnh là mã số 3. Mã số 4 là một bộ dàn Aiqua. Bộ dàn này tình trạng thì em đã test là CD chạy AUX FM full tần số 108, và góc cạnh của thùng thì hơi xấu. Dòng 4 ohm, dòng 6 ohm, 80W một cặp loa. Con này có đầy đủ các công năng, chỉnh super bass đầy đủ. Có hai vây vây ve vậy. Còn mặt trước thì chiếc loa bên này thì hơi móp, như cái này thì xử lý cái một chết rất chi là đẹp. Móp như vậy thì cái này nó dễ. Bền vải, màng carbon, trắng mịn, bền. Em bán với con này là 799k. Thì các anh cứ gọi điện cho em vào số 0348020931, 0345848234 để anh em chúng ta cùng nhau thảo luận và về vấn đề là âm thanh. Mã số 5 là em thanh lý một mã Panasonic. Trước màn hình điện thoại của em đây là BM37. Con này có cái đầu rất chi là dòng rất chi là cao, có cả USB vuông cũ là ở trên này, và cổng BMBH rất chi là hay, và đôi loa thì chép rất chi là to. Các bác lấy bát lấy chép làm gì thì làm, gần thì mục, thùng vách thì xấu, còn có optical. Thì em thanh lý 399.000 dòng 6 ohm 40W một chiếc. Các bác về lấy cái gì thì lấy, còn em thanh lý em sẽ không test cho các bác nha, cũng không vệ sinh luôn. Giá cả thì tiền nào thì phải đó. Đó, em các bác cứ kêu em test USB rồi test đủ thứ, nhưng mà em sẽ không test
bởi vì em đã thanh lý rồi, giá cả thì là rất chi là phải chăng rồi và rất rẻ rồi. Thì anh em nào hiểu thì chia sẻ cũng giống như là ủng hộ em thì lấy về để rồi là thứ nhất là thay sang thiết bị khác, cái thứ hai nữa là lấy thùng hay là lấy đầu để sử dụng giải mã thì các bác cứ lấy thôi, còn em không test. Đấy, còn giải mã thì không có mấy khi mà nó chết. Đấy, em bao nhiêu năm nay em làm thì thực tế ra là về phần giải mã test thì nó không chết, bởi vì giải mã ít nhất là có nhiều cái nó có cái nắp đậy của cái tia của nó, cho nên là rất bảo quản và bảo đảm. Đấy, cho dù là hàng cũ nhưng mà phần giải mã thì cũng có chết nhưng mà rất là ít. Đấy, cũng giống như là AM và SM cũng như thế, không bao giờ hư, cứ làm gắn chuẩn và rồi chuẩn là lúc nào cũng có, cũng ổn. Nó không giống như là CD MD nó phải dùng mắt rồi dùng cơ rồi dùng dây cô loa. Đấy, mã số 5 399.000, mã số 6 là một bộ Victor, con này nghe chất âm rất hay, nhìn vậy thôi nhưng mà nghe chất âm rất hay, màn hình nhìn như là cái đèn ngủ lớn, đáp thì MD thì xoay lên xoay xuống. Đấy, là em đã test con này rồi, tình trạng là CD chạy bình thường nhưng mà kén đĩa, tức là nếu như dòng đĩa của ta hoặc là dòng đĩa sức là không chạy được, thùng thì bằng nền. Model dòng đời là UXA70 MD. Đấy, thùng bằng gỗ nền ép đề can. Con này thì nghe chất âm rất ấm, rất sướng, và tiền thân của JBL này rất hay. Đấy, màng thì cao su mềm nhũn không thể mục được, rất chi là bền. Chép thì bằng giấy xếp nhỏ, rất ok, cái căng đầy đủ. Và FM là full tần số 108. Thì con này em bán giá là 700.000 đồng, đó là 699.000. Mã số 7 ngày hôm nay em lên ra học thanh lý tổng thể là 4 món. Đấy, thì em thanh lý cho nó rộng chỗ để dọn dẹp rồi chuẩn bị về. Ở trên kho hiện tại thì em cũng đã dọn hết rồi, dọn hết ngăn nắp rồi giấy tất cả mọi cái là ok hết rồi. Chỉ có chờ qua 30/4 mà đến bây giờ là còn em còn đang được lên video, còn mấy bữa nữa thì chắc là cũng không lên nữa, xin phép off thôi mấy ngày, bởi vì qua 30/4 mới có hàng về và tất cả anh em đều như thế chứ không riêng gì mình ai mình em. Đấy, thì mã số 7 em thanh lý 4 món. Một là cái máy to lớn của máy in, thì các bác về lấy lại làm gì thì làm. Đấy, giá rất là rẻ. Và một cái bếp từ mặt đá và hai cái đầu, một cái chạy được AUX và một cái không chạy được AUX, của thương hiệu Aiqua LCX7107. Đấy, thì mã số 7 này em thanh lý 4 món mới giá là 500.000 đồng. 4 món 500.000 đồng. Thì các bác cứ mỗi một món là chưa đến 100.000, 120.000. Đấy, đồ Nhật không, các bác lấy về vọc phạch. Mã số 8 là một đôi loa Pioneer V11 chữ đỏ. Đấy, cận cảnh điện thoại của em đây. Đôi này thì em nghe nhạc qua những con lâm ly của em cũng rất là hay, chất bát đánh rất là chắc, chất nghe rất là sướng. Viền vải bát 20, vừa karaoke vừa nghe nhạc. Nó không giống như là những dòng karaoke khác đâu các bác nha. Dòng này là có thể là nói là có thể là làm được loa lời, trợ lời cho những dòng karaoke khác. Tiếng bass, tiếng check nó hay. Và có thể là chúng ta ghép với những âm ly bình thường của âm ly cổ cũng được để nghe nhạc. Đấy, và hai tần số nó đi riêng biệt, bass và check, cho nên là nó lên tới là đúng chuẩn của nó thì là 300W một cặp. Nhưng mà thấy ghi đằng sau là cả 50 và 150. Thì tính ra nếu như tính như vậy thì cái này sẽ là riêng và cái này sẽ là riêng. Đấy, chắc riêng bát riêng thì đôi này sẽ là 400W. Nhưng dòng này nó ghép âm ly bình thường đánh nghe nhạc vẫn hay. Rất là hay. Em mấy nay em nghe cái đôi này không? Rất là hay. Còn thùng vách e căng đầy đủ và cơ bản thì là trước mặt hình thoại của em đây. Và đợt này lâu lắm rồi thì cũng mới về, nhưng mà dòng V11 này nó ít, V khác thì nhiều. Nhưng mà lần này em về được hai đôi thì em bán một đôi rồi còn một đôi. Đôi này thì cái núm nó hơi xấu. Còn thùng vách thì 95%, 90% là tạm ổn. Thì để em cầm điện thoại em đi cận cảnh.
và dùng được đa năng, thích nằm để nằm, để nằm mà thích để đứng thì để đứng, và đa năng dòng nhạc và ghép được đa năng âm ly. Đây, đây là cận cảnh V11 chữ đỏ. Đấy. Thì giá 2.900.000 đồng thì rất là hợp lý. Nhiều anh em rất thích cái đôi này, nhưng mà muốn cái giá nó rẻ hơn một chút xíu, 27-25 thì thực tế với các bác là em không thể bán được. Bởi vì 27-25 thì em không được cái gì cả, mà bán hàng thì cũng phải có rau dưa qua ngày. Đấy. Thì rất nhiều bác gọi thích nhưng mà em cũng không thể bán được. Bởi vì rau dưa qua ngày cho nên phải có trừ chi phí rồi trừ công rồi em phải kiếm được 50.000, 100.000 em mới bán. Đấy, thì các bác thông cảm cho em. Và mã số 9 thì ngày hôm nay em giới thiệu một con khủng long bảo chúa có cái đời năm sinh và tuổi của nó rất chi là cao. Nó nằm vào khung từ năm 1976 đến năm 1986, giai đoạn đó của đôi loa Sony thương hiệu SSV4. Con này khá hiếm. Con này là khá hiếm trên thị trường, các bác cứ tham khảo. Thì có những con ốc này thôi thì là cũng đã bằng cái đầu cái con ốc xe đạp rồi, là con lục giác này thôi. Bốn cái lục giác này của một bên này bằng cái lục giác bằng cái ốc của xe đạp, to bằng bằng ngón tay cái của em. Ngón tay trỏ của em. Đấy. Và con này là bát 30 các bác nha. Bát 30 và viền vải tẩm dầu bền, màng giấy. Đấy. Cận cảnh của em đây. Về con này về rất chi là đồng màu và được bảo quản cũng tương đối là đẹp. Con niên hạn rất chi là cao, và tối hôm qua thì em đã rinh ở trên kho em về và em đã tháo ra rồi. Nguyên cái bát này và cái cụm kiềng là bằng nhôm, bằng nhôm hết. Từ thì phân tần thì to như ngón chân cái, có cả pin thế bên trong. Dòng loa này là chét son. Em đã test một con chét không hát là bị đứt hoặc là làm sao đó thì các bác về các bác chỉnh sửa, không biết là chiếc bên này hay chiếc bên này em không nhớ, nhưng mà bê ra bê vào em không nhớ. Tất cả những mặt này là được bọc bằng rất chi là gấu. Đấy. Này có tinh chỉnh. Đấy. Hai bên hai tinh chỉnh. Ê căng đầy đủ. Đang còn trước mặt điện thoại của em đây. Sáng đẹp. V4 luôn. Đấy. Con này dòng hiếm, vừa hát karaoke, vừa nghe được nhạc nhẹ, vừa tất cả mọi cái. Hợp nhất là đời cao như vậy thì hợp nhất, cổ như vậy thì hợp nhất là những cái em ly mà như Pioneer hoặc Sansui 607 hoặc là những con càng cao càng tốt. Kể cả là các bác nào đang chơi thì chơi âm ly bóng đèn vào đây nghe cũng hay, bởi vì dao động tuổi của nó khá cao. Và trước màn hình điện thoại của em đây là tuyến loa. Đấy, thì các bác cứ tham khảo thêm những ở như các kênh khác và trang khác. Tuyến loa ở bên hông cũng giống như là ở đỉnh hoặc là các ở đằng sau. Chiếc bên này thì cực kỳ đẹp. Đấy. Đẹp, còn nguyên nguyên sơn, nhưng mà chiếc bên này thì hơi tróc cái sơn. Đây thì em đã dòng này em cũng thích em cũng tiếc. Cho nên ngày hôm qua chiều em rảnh em đã đưa ra em ghim hết tất cả các cái góc keo lại để cho nó giữ lại, nó không bị vật chuyển bê đi bê lại, nó không bị mùn, nó không bị ấy, em đã ghim hết rồi. Đấy, cơ bản là như thế. Rồi cái rắc này thì thụt ra thụt vào rất là đáng yêu. Và Majin là Japan. Đây nó có ghi, không biết là có phải là ngày tháng không. Nếu như ngày thấy ghi là ngày mùng 2 tháng 1 thì 2 tháng 4 gì năm 1956 thôi. Nhưng mà không thấy số 1956 đâu. Đấy. 70 quá một chiếc, dòng là 6 ôm. Và to như hai cái tủ lạnh. Con này khá hiếm nha các bác. Đấy. Ngang là 38. Chiều sâu là 30, 31. Và chiều cao là 66. Đấy, mỗi chiếc hai lỗ thông hơi và bát 30. Đấy. Nặng khoảng 40 cân.
Em bán với giá đôi loa này là 4 triệu 500 nghìn đồng. Chắc cũng ít, ở ta ít người có. Đấy, đó là mã số 9. Mã số 10 là một đi một đôi đi tơn. Dòng loa cổ. Hai cái căng là bằng kiềng bằng nhôm. Đấy, có tinh chỉnh. Model dòng đời là DS251 MK2 và bao quay, tất cả là gân ngực, gân ngực ở bên trong, gân vải ngược. Đấy, đúng bên này thì hơi hơi bị lõm. Bát của nó là 25. Đấy, có hai tinh chỉnh và tình trạng là hát có một bên này bị cứng, kẹt côn. Đấy, thùng bằng gỗ nặng. Đấy, gỗ nguyên zin, gỗ đặc chứ không phải là phiên bản sơn, chứ không phải là bằng đề can đâu các bác nhá. Tín loa và con này em thanh lý với giá 2 triệu đồng. Mã số 10. Chiều cao là 53. Chiều sâu là 22 chưa tính như căng. Và chiều rộng là 32. Con này về mà ghép những âm ly cổ thì nghe thì hết thuốc. Mã số 11 là một đôi Sony. Trước màn hình điện thoại của em đây là gỗ dạ đề can mạ gỗ 4 cái bát 20. Trong đấy là không có lò thông hơi. Thì sau như nghiên cứu cũng giống như là tìm tòi bọc bạch, thì mấy hôm trước em bận em không có nghiên cứu được, mấy hôm qua nay em rời hàng không về nên em rảnh em ít đi. Đấy, thì là model dòng đời là 1250. Đấy, con này là hai bát trợ lời không có lỗ thông hơi, qua vận chuyển là chắc bị nứt này, có bác về làm chắc bị nứt. Đấy, 4 cái bát, thùng vách tính loa thì đẹp. Đấy, cận cảnh đằng sau. Con này em bán với giá là 2.300.000 đồng cho các bác về trưng bày nghe. Mã số 12 là một đôi Pioneer. Viền trước mặt điện thoại của em đây, bằng giấy, gần giấy xếp tẩm dầu, chét cũng bằng giấy luôn, viền cao su nhưng mà bị mục. Con này cho chất âm rất là hay. Thùng vách đẹp bằng gỗ. Và cận cảnh. Đây, hệ số thông số là một tờ giấy A4. Tất cả rất là đẹp. Có tinh chỉnh đằng sau. 50W. Ê căng đầy đủ. Em bán với giá là 2.800.000 đồng. Ngoài ra thì mai em rảnh em sẽ đi thay cái gân này. Không có bác nào lấy cái cục kia, để cục đàn đại kia để ghép với lại cái gì. Thì em lấy em đi thay gân về em, nếu mà chờ hàng lâu quá thì em sẽ tân trang lại cái cục kia em ghép với con này, nó cũng là Victor mà cục kia cũng là Victor. Đây. Quả từ của nó hơi ghê, côn của nó to. Đấy, 2.300.000. Còn Sony ở bên dưới là em thanh lý 1.800.000. Các bác lấy cái thùng thôi, đóng cái thùng thôi cũng đủ. Nhưng mà có cái là xa thì ship thì nó hơi xa, nhưng mà cũng không đáng bao nhiêu. Như em ship thì không đáng bao nhiêu. Bao quay về tân trang lại thùng còn khá đẹp, lấy cái thùng thôi cũng được, thùng khoan thêm lỗ, lắp thêm những cái bát xịn vào đây, những cái xịn này được. Lấy cái check này, đôi check này đẹp, 1.800.000 đồng đôi Sony cây. Còn cuối cùng là 2.200.000 một đôi Technic cổ điển, 2.200.000 bạc, khá cổ. Đấy, thì em giới thiệu sơ qua về những cái sản phẩm còn lại của em ở đằng sau. Dần dần rồi cũng sẽ hết. Các bác thích, các bác gặp các bác yêu là sẽ hết.
qua em bán được 2 đôi. Đấy. Thì cuối video em Học xin một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người. Và xem kênh thì cho em một nút đăng ký ở bên tay phải để nhận được thông báo khi mà em có sản phẩm mới. Để vừa ý các bác thì các bác sẽ ủng hộ em. Và cho em một like để ủng hộ tinh thần, em có động lực. Và cuối video em một lần nữa em xin cảm ơn tất cả mọi người. Và chúc tất cả mọi người là ngày mới, tuần mới luôn vui vẻ, an lành, bình an và hạnh phúc. Em Học xin cúp máy.